con nó mấy tháng nay rồi mà có tung tích gì đâu. Con mệt lắm rồi. Hay là mình thôi đi bố. Thôi là thôi thế nào? Bố mày lại đẩy bà mày xuống ao cho ông mày nhảy xuống vớt cụ mày lên chết đuối cả họ nhà mày bây giờ chứ này. Kiểu bố. Mà cũng tại mày nhá. Tao mất bao nhiêu tài sản là vì mày rước con cáo nó về nhà này đấy. Bố cũng dính vào đấy một tí làm gì. Con rể mới chẳng con giếc. Đúng là đồ ăn hại. Ngày hôm qua lựa ông Quang hay quá, thế ngày hôm nay sắp hàng hiệu trên tay, mau tính vụ sau quyết tâm ta đổi đời. Mày nghĩ tại sao mẹ nóng gỗ la, nhìn người to mà nóm da đen cô rủi không được, lại ra bên mi đây rồi quyết lược thôi con rằng bẫy thằng này. Hello madam, rất vui gặp rất là beautiful. Bonjour. Còn tao người Mỹ gốc Việt tên chắc Lý Phương, trước quê Hải Dương à, ok. Nhà tôi thì không có chi ngoài tiền, trước hết xin tặng quý bà hai con gió lách. Cho tao đồ đeo vào tay, em trang chiếc Rolex này. Tiền phải dừng anh, sao lại tao với mày. Ôi xoay, hai chiếc Rolex hàng tàu mà mẹ con nó cắn câu mình rồi. Bố hóa trang quá tuyệt. Còn mày lơ lớn như người bên Tây. Kế hoạch bố tính thế này, dù mẹ con nó sang chơi Hoa Kỳ, bước đầu mình cứ tạm chi, sau rồi lấy lại kiểu gì cũng hơn. Ôi giời ơi, cá đớp mồi rồi. Nhà anh bên Mỹ đấy sao, ui nhiều siêu xe, hồ bơi to quá. Ái chà chà, nhà tôi bé xíu thôi mà, chúng mình thông gia, tôi sẽ tặng bà. Biệt thự thằng con chốt xong khá rồi, sao đến bây giờ có người tranh mua. Giờ thêm triệu đô như vậy hơi gấp em ơi, anh gọi lại sau. 15 triệu đô để mua biệt thự, thống nhất xong rồi bây giờ quay ra không bán. Dù nó đòi thêm triệu đô nó mới bán cho nhà mình. Còn tiền của tôi nằm hết trong công trình. Từ từ tôi bảo, 15 triệu đô anh bỏ ra mua nhà. Thôi cố gắng đi mà, xem chỗ nào vay thêm. Nhìn okay, con từ. Của tôi nó nết na ngoan hiền, xứng với ngôi nhà 16 triệu đô anh à. Em ơi, anh cần gom gấp 1 triệu đô, lãi lờ không quan trọng. Nếu em gom được, anh tặng riêng em một chiếc xe Mercedes. Ok. Ok. Anh ơi, đằng nào mình cũng là người một nhà, 1 triệu đô đó để em lo. Nhưng mà sáng mai anh đưa mẹ con em đi nhận con mẹ luôn. Ok. Ôi mình gì gụt chọp. Mai nhận xe mẹ luôn. Nhận xe của Phương, em muốn đi lên phường, son sắc cầu thề kết thành phù thề. Đôi con nào ta cùng ly, sống cùng ăn chiếc dài dài, rất chi là ngon này. Kèo thách tuyệt ghê, biết bao hương vị, khi cưới nhật tình nhớ phải mang theo sang Mỹ. Okay. Cho dân cờ hóa họ ăn, để họ thấy quê hương mình. Kèo thách dài dài, ngon ngất ngây ân tình. What? Món quà giờ về em bán cái nhà hàng khay. Anh chỉ mượn tạm vài ngày, mua xong nhà Mỹ mình bay về liền. Bên đấy không thiếu gì tiền, chỉ thiếu người vợ thảo hiền của anh. Mình sống cuộc sống an lành, bên khối tài sản nhà anh đủ rồi. À, con thấy không? Đúng những gì mà bố đã dự đoán. Bố ơi,
Thế là bố con mình lừa được nó bao tiền hả bố? À, bố bị mẹ con nó lừa mất 12 tỷ. Hôm qua bố mua cho mẹ con nó một chiếc Mercedes mất 2 tỷ nữa, tổng cộng là 14 tỷ. Mà bố con mình lừa nó được 1 triệu đô, 1 triệu đô nó bằng 23 tỷ. Thế có nghĩa là bố con mình vẫn lồi ra 9 tỷ. Chỉ ngày mai thôi, chỉ ngày mai thôi. Bố sẽ lấy lại được cả tiền và cả danh dự. Ôi mai ơi. Alo, em ở đâu rồi? Tại sao để anh chờ lâu vậy? Em cầm tiền mặt ra đi, anh đã mang túi đựng tiền đến rồi. Để anh cọc tiền biệt thự tặng hai con. Này thôi, bố con anh không phải diễn nữa. Bố con anh ý, hóa trang cái gì cũng được. Nhưng mà cái mũi to bằng cái nắm đấm cửa ấy, có bảo hóa trang vào mắt. Nhưng mà làm sao anh cứ thích chơi cái trò mèo vờn chuột mãi thế nhở? Thế cô làm sao hả? Núi cao thì sẽ có núi cao hơn. Nhưng mà dù sao thì mẹ con tôi cũng chân thành cảm ơn anh vì đã tặng cho mẹ con tôi con mẹ. Bố làm sao đấy bố? Ôi tình hình nào rồi bố? Bố con mình lại bị mẹ con nó lừa rồi. Mẹ con nó lại lừa của bố con mình ra. Ôi tự dưng con thấy sợ quá. Mẹ con nhà nó không phải dạng vừa đâu. Hay là thôi, con người còn của, bố con mình bỏ cuộc đi bố ơi. Không, cầm ngay. Mày đừng để tao điên. Ông lại điên lên nữa, ông đẩy bà mày xuống ao cho ông mày nhảy xuống vớt cụ mày lên chết đuối cả họ nhà mày bây giờ. Chừng nào tao còn thở thì tao với mày phải tìm bằng được mẹ con nó. Con rể, dạ. Đi theo bố. Đi. Sai sai, ngay là thích.